Vâng, xin kính chào quý vị, em là Sơn Hùng đây, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc và em đang bán tất cả các dòng xe từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng thôi. Các anh nhé, thì đã có địa chỉ giao dịch tại Lam Trung, Lam Sách, thành phố Hải Dương, hoặc có số điện thoại liên lạc là 0789 323 799, và số đấy thì em có dùng Zalo. Quý vị các bạn nào có nhu cầu mua xe, trao đổi xe thì hãy vào Zalo để dễ tình liên lạc các bác nhé. Thực sự ra các bác ơi, trong thời điểm mua bán nó khó khăn như thế này thì bên em đang đưa ra 4 cái tiêu đề, tiêu chí như thế này. Cái thứ nhất thì bên em sẽ thường ngày là live stream, đấy, báo giá trực tiếp cho quý vị các bạn. Live stream thì các bác biết rồi, nó sẽ thực tế, nó thực tế và giá thành là sẽ công bố toàn quốc luôn chứ không có giấu giếm gì cả. Cái thứ hai nữa là các bác nếu như có nhu cầu mua chiếc xe nào thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là mang xe đến tận nhà để xem xe luôn. Các bác không cần phải đến để xem xe nữa. Các nhá. Riêng ai không biết, riêng em là em sẽ làm được việc đấy. Các bác không cần phải đến để xem xe nữa, em sẽ hỗ trợ và em sẽ có xe, có người đưa xe đến tận nhà cho các bác xem. Các bác ưng xe thì ok vào việc, còn các bác không ưng xe thì thôi, công việc đấy tính sau. Cái điều thứ ba nữa là bên em đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu mua xe mà thiếu tiền các bác nhé. Nếu thiếu tiền em sẽ hỗ trợ trả góp cho các bác từ 50% cho tới 70% tất cả các dòng xe. Nhưng mà dòng xe thì các bác phải hiểu là về trả góp thì nó sẽ từ 2013-14 trở lên, và giá thành một chiếc xe đó nó phải từ 250 triệu trở lên thì mới làm trả góp được các bác nhé. Đây, một số các bác vẫn hỏi em là tôi mua cái dòng Matiz Spark có trả góp được không, thì thực sự là không được các bác nhé. Đấy, cái điều thứ tư cho các bác này, cái điều thứ tư nữa là bên em sẽ hỗ trợ tất cả các thủ tục. Tất cả thủ tục từ vận chuyển này, từ rút hồ sơ hoặc là từ vào tên, hoặc các bác có nhu cầu về chương trình trả góp thì bên em sẽ là cũng là hỗ trợ tất cả các thủ tục cho các bác, cho các bác nhanh. Thế thực sự ra các bác bây giờ mua cũng rất là khó khăn. Đấy, đi lại cũng rất khó khăn, bên em sẽ hỗ trợ cho các bác nhé. Tất cả các vấn đề luôn. Đấy. Thế tất cả các vấn đề trên thì em hỗ trợ hết cho các bác rồi. Còn cái vấn đề cuối cùng nữa, cho các bác nhé. Thì cái vấn đề là rất là quan trọng cho các bác này mà quyết định không là ở các bác. Thì các bác đi mua xe hoặc là các em có mang xe đến cho các bác thì các bác bỏ số tiền ra. Thì mình kiểm tra làm sao nó phải số tiền hoặc có chiếc xe đó là phù hợp với cái số tiền mình bỏ ra. Các bác nhé, phải phù hợp với cái số tiền mình bỏ ra. Chứ không phải là mình bỏ xe tiền nhiều, bỏ tiền nhiều mà mua xe đẻo hoặc bỏ tiền ít mua xe đẹp, không được đâu. Làm sao đó là phù hợp với cái số tiền mình bỏ ra. Và có một điều chốt lõi nữa là mình mua xe về để phục vụ cho gia đình nhà mình, chứ không phải mình mua xe về và suốt ngày đi phục vụ xe, tức là đi sửa xe rồi đủ các loại đấy các bạn. Đấy nhá. Thế thì tất cả những cái điều trên này em rất là mong các bác là bên em sẽ thực hiện cho rất nhiều rồi, chỉ còn một khâu cuối cùng thôi là các bác tự quyết định nhá. Đấy, thì các bác nào đang có nhu cầu mua xe bán xe thì alo trực tiếp cho em. Em Sơn Hùng ô tô, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Các bác mà xem thấy hay thì hãy chia sẻ cho rất nhiều người biết nữa. Và đặc biệt thì các bác không quên bấm vào đăng ký kênh cũng như bấm vào theo dõi kênh và like share cho em nhé. Em chúc các bác mua được chiếc xe như ý. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.